Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Mai Đào, rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình tư vấn online với chủ đề bệnh lý về mắt và những điều cần biết. Chương trình được tổ chức bởi Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang, một bệnh viện thuộc tập đoàn Mắt Sài Gòn. Trước khi đến với phần tư vấn chính của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem đoạn clip để hiểu hơn về bệnh viện của chúng tôi. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang được thành lập vào ngày 10 tháng 7 năm 2013. Tự hào là một bệnh viện trong chuỗi 10 bệnh viện thuộc tập đoàn Mắt Sài Gòn. Một địa chỉ đáng tin cậy để người dân khám mắt, điều trị tật khúc xạ và các bệnh lý khác về mắt, với hàng trăm ca khám và điều trị mỗi ngày. Nằm về phía nam sầm uất của thành phố Nha Trang, bệnh viện tọa lạc trên đường 23 tháng 10, lô 9-24 khu dân cư Cầu Dứa. Quá trình hình thành và phát triển dưới sự dìu dắt tận tụy và chuyên nghiệp của ban giám đốc giàu kinh nghiệm, tập thể y bác sĩ được đào tạo chính quy, giỏi chuyên môn, giàu y đức, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao tay nghề, luôn sẵn sàng mang đến cho bệnh nhân dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, đúng với định hướng hành động của bệnh viện, chuẩn mực lâm sàng, an toàn, chất lượng. Thấu hiểu, đồng cảm với nỗi đau của bệnh nhân, chữa trị và chăm sóc bệnh nhân như người nhà là phương châm làm việc của cán bộ nhân viên bệnh viện. Cùng với trang thiết bị hiện đại, với nhiều thủ thuật, phẫu thuật mới, tiên tiến áp dụng trong điều trị đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco, điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp phẫu thuật LASIK, v.v. Bệnh viện còn có cơ sở hạ tầng khép kín, sạch sẽ, khang trang, tạo nên một tổng thể đẹp, nhằm mang đến cho bệnh nhân một dịch vụ khám chữa bệnh chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng và tin cậy. Ngoài ra, hệ thống Mắt Sài Gòn còn xây dựng thêm Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang, đang dần hoàn thiện để đi vào hoạt động với đầy đủ các chuyên khoa mũi nhọn như sản, nhi, nội, ngoại, song hành cùng Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang để cung cấp cho địa phương một hệ thống dịch vụ y tế đa dạng và chất lượng. Và đó cũng chính là sứ mệnh cao cả, bệnh nhân là trên hết, mà Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang dưới sự dẫn dắt của tập đoàn Mắt Sài Gòn đã và đang nỗ lực phấn đấu để ngày càng hoàn thiện hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân, hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sáng mắt, sáng cả niềm tin. Sống hiện nay mà bạn không thể ngờ tới gây ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt, dẫn đến các bệnh lý như tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, bệnh lý khác. Những triệu chứng bệnh ở giai đoạn đầu có thể dễ dàng bị bỏ qua, khiến cho tình trạng của mắt trở nên tiến triển nặng, dễ gây những ảnh hưởng về thị lực lâu dài. Hiểu được điều đó thì Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang đã tổ chức buổi livestream tư vấn trực tiếp ngày hôm nay để giải đáp các thắc mắc bệnh lý về mắt, với mong muốn góp phần trong việc bảo vệ đôi mắt sáng khỏe cho cộng đồng. Và xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán giả nhà tư vấn chính ngày hôm nay. Xin giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Hữu Trúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang. Xin trân trọng kính giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nhãn khoa Nguyễn Thủy Tiên, đến từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang, và cả hai bệnh viện này đều thuộc tập đoàn Mắt Sài Gòn. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Hữu Trúc và bác sĩ Nguyễn Thủy Tiên đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác sĩ Trúc, xin chào MC Mai Đào, xin chào toàn thể quý khán giả trong chương trình livestream hôm nay. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thủy Tiên, chuyên khoa mắt của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang thuộc tập đoàn Mắt Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh hôm nay được trò chuyện cùng với các quý khán thính giả. Chúng ta sẽ trao đổi về các bệnh lý về mắt. Nếu như các quý khán thính giả có thắc mắc gì
về bệnh lý về mắt thì chúng ta có thể gửi câu hỏi về cho chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời dễ hiểu nhất trong thời gian cho phép. Xin chào bác sĩ Tiên, xin chào MC, xin chào quý khán giả. Tôi tên là Võ Trúc, là bác sĩ phó giám đốc chuyên khoa mắt bệnh viện Sài Gòn Nha Trang. Hôm nay tôi rất vui khi được mời đến tham dự buổi live stream tối hôm nay. Tôi hy vọng rằng qua buổi live stream tối hôm nay, tôi sẽ mang lại đến cho các bạn một vài kiến thức cơ bản về mắt để giúp cho mình chăm sóc mắt được tốt hơn cũng như gia đình. Tôi xin chúc quý vị khán giả một buổi tối tốt lành. Chị Nguyễn Thủy Tiên và kính thưa quý vị và các bạn, như MC đã giới thiệu ngay từ ban đầu thì chúng tôi hy vọng sẽ được giải đáp thật là nhiều câu hỏi đến từ quý vị khán giả. Vì vậy quý vị hãy nhanh chóng để lại những comment bên dưới livestream này để được nhận được sự giải đáp từ bác sĩ Võ Hữu Trúc và bác sĩ Thủy Tiên của chúng ta nhé. Và thưa bác sĩ Trúc và bác sĩ Thủy Tiên ạ, thực tế thì có rất nhiều bệnh lý về mắt còn được quan tâm. Vậy bệnh lý nào thực sự gây ảnh hưởng nhiều đến gia đình và xã hội hiện nay? Thì xin mời bác sĩ Thủy Tiên ạ. Tôi xin trả lời câu hỏi của quý khán giả. Thì là hiện tại là có hai bệnh mà sẽ gây mù lòa và ảnh hưởng nhất trong các bệnh lý về mắt. Cái thứ nhất là bệnh lý về đục thủy tinh thể. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì đục thủy tinh thể là một cái bệnh mà hàng đầu gây ra mù lòa. Hiện tại là ở trên thế giới thì có khoảng chừng 50 triệu người là bị đục thủy tinh thể mà có thị lực dưới 2/10. Và theo thống kê của Bệnh viện Trung ương của Việt Nam thì năm 2007 thì cái số người mà bị mù là có khoảng 251.000 người, và mỗi năm tăng như vậy là tăng tới 85.000 người, thì một cái tỷ lệ cũng rất là cao. Và một căn bệnh thứ hai nữa là căn bệnh glaucoma hay còn gọi là cườm nước, thì đó là căn bệnh gây mù lòa thứ hai trên thế giới là cũng như ở Việt Nam. Thì theo cái hiệp hội của glaucoma thế giới thì năm 2014 là có khoảng 4,5 triệu người là bị mù lòa do glaucoma. Thì người ta ước lượng rằng trong năm 2020 này thì tỷ lệ sẽ tăng lên cho đến là 11.200.000. Thì như quý vị thấy là nếu mà mù lòa thì là sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống, đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và chất lượng cuộc sống của những cái người xung quanh. Vì vậy và thế giới quan của chúng ta, và chúng ta nhận biết được chủ yếu là do hết 90% từ đôi mắt rồi. Thành ra là để mà chăm sóc mắt tốt thì là chúng ta sẽ khám định kỳ, và có những cái triệu chứng về bất thường về mắt thì là phải nên đi đến bác sĩ khám liền ạ. Dạ. Dạ, xin hết ạ. Dạ. Câu trả lời của bác sĩ Thủy Tiên, những con số thật đáng lưu ý đúng không quý vị? Và như vậy hiện nay bệnh đục thủy tinh thể là một bệnh có nguy cơ gây mù lòa cao nhất trên thế giới cũng như Việt Nam. Vậy bác sĩ có thể cho khán giả biết thêm đục thủy tinh thể là một bệnh như thế nào và các dấu hiệu để nhận biết ban đầu ạ? Xin mời bác sĩ Trúc ạ. Tôi sẽ xin thay mặt trả lời câu hỏi này. Thì tôi sẽ trả lời một cách rất là đơn giản để cho quý khán giả được hiểu biết thêm về cái vấn đề bệnh lý và đục thủy tinh thể. Chúng ta cũng nên biết thủy tinh thể là một bộ phận trong suốt của nhãn cầu, qua đó là ánh sáng sẽ đi qua và thủy tinh thể và tụ lại một điểm trên võng mạc. Từ đó các tế bào và các thần kinh sẽ dẫn truyền lên não, não sẽ xử lý và trả lời thông tin lại cho mắt. Thì mắt chúng ta sẽ nhìn rõ được vật, nhưng vì một lý do nào đó mà thủy tinh thể của chúng ta không còn độ trong suốt nữa, thì lúc đó là ánh sáng hoặc là hình ảnh sẽ đi qua thủy tinh thể sẽ bị cản lại ít hay nhiều tùy theo cái vấn đề ánh sáng đi ra phía sau mắt để xử lý. Thì tương ứng như vậy thì ta sẽ nhìn thấy hình ảnh rõ hoặc không rõ. Có nhiều lúc nếu bệnh thủy tinh thể mà chín quá thì có thể là ta không thấy nữa.
nên người ta gọi là bệnh lý đục thủy tinh thể, dân gian người ta thường gọi đó là bệnh cùng khô. Nên bệnh này thì nó thường là do những người lớn tuổi thì bị thiên thở sẽ đục rất là nhiều. Nên ở cái lứa tuổi mà khoảng 50 thì chúng ta nên theo dõi nhiều về vấn đề tình hình của mắt của mình. Khi ta thấy những dấu hiệu mà khi nhìn qua mắt, nhìn qua thấy như một màn sương, hoặc là ta đi vào ban đêm, nhìn vào đèn xe ta sẽ thấy chói, hoặc là bị nhìn thấy có nhiều ánh hào quang, hoặc là ta thấy những đốm đen trôi lượn bay, đốm đen ở trước mắt, và có thể là ta thấy là thị lực của chúng ta giảm xuống một cách nhanh chóng, khi gương càng ngày càng tăng độ, thì chúng ta nên đi tới những cơ sở y tế mà chuyên khoa mắt để mà thăm khám, để mà xem xét của mình có bị bệnh lý và đục thủy tinh thể hay không. Là nói như vậy, bán tắt như vậy. Cảm ơn bác sĩ Trúc với câu trả lời rất tận tình và dễ hiểu, phải không ạ? Ngoài bệnh đục thủy tinh thể thì glaucom cũng là bệnh lý về mắt gây ra mù lòa thứ hai trên thế giới và Việt Nam. Vậy glaucom là gì và các dấu hiệu để nhận biết bệnh glaucom là như thế nào? Thì xin mời bác sĩ Trúc tiếp tục giải đáp cho quý vị khán giả ạ. Tôi cũng xin phép trả lời câu hỏi này. Tức là bệnh glaucom đúng là một bệnh rất là nguy hiểm. Nên mà bệnh glaucom thì nói chung dân gian ta thường hay gọi là bệnh cùm nước, nhưng trong y học thì ta gọi là glaucoma. Tức là tôi nói tóm tắt là trong mắt mình sẽ có một dòng nước sẽ lưu thông từ trong mắt qua ngoại vi, thông qua tiền phòng và vùng bè. Nhưng vì một lý do nào đó mà dòng nước này nó không thoát ra khỏi mắt vùng bè được, thì nó sẽ ở lại trong mắt. Thì ở lại trong mắt thì nó sẽ gây một cái áp lực lớn hơn áp lực bình thường của mắt, thì nó sẽ là người ta gọi là đó là cụm nước. Chính vì áp lực này nó lớn hơn áp lực của mắt thì nó sẽ chèn ép vào phía sau của nhãn cầu, thì nó sẽ làm chèn ép xuống, thứ nhất là chỗ dây thần kinh thị, thì nó làm tổn thương cái dây thần kinh thị giác. Thứ hai là nó thở là ép xuống võng mạc, làm cho cái sự nuôi dưỡng mạch máu ở võng mạc nó kém đi, thì sẽ dẫn đến người bệnh chỉ mù lòa. Mà mù lòa này là một loại mù lòa không thể hồi phục được. Nên đây là một bệnh rất là nguy hiểm. Đây là một bệnh sẽ rất âm thầm gây mù lòa hơn là cataract, tuy là ít hơn cataract. Và những dấu hiệu mà chúng ta còn cảnh báo, mà chúng ta có thể nghĩ đến, chúng ta có thể đi khám bệnh sớm, đó là dấu hiệu đầu tiên là chúng ta có thể thấy mắt đau nhức âm ỉ hay chảy nước mắt. Rồi chúng ta có thể là thấy thị lực giảm dần hoặc là giảm cách đột ngột. Trong những trường hợp mà bị cấp tính thì mắt của chúng ta sẽ đỏ lên và sẽ căng và đau nhức cho mắt lan lên đầu, có thể là dẫn đến buồn nôn hoặc là có những triệu chứng khác kèm theo. Thì bệnh glaucom là vậy. Rồi, và quý vị khán giả hãy hết sức chú ý những dấu hiệu nhận biết hai bệnh lý glaucom và đục thủy tinh thể này để thăm khám với bác sĩ kịp thời. Và bên cạnh hai bệnh lý nguy hiểm này thì tật khúc xạ cũng là một căn bệnh dễ dẫn đến những biến chứng khó lường trong việc suy giảm thị lực. Vậy thì tật khúc xạ là gì và tình hình tật khúc xạ học đường hiện nay như thế nào? Và xin mời bác sĩ Thủy Tiên chia sẻ cho quý vị khán giả ạ. Tôi xin chia sẻ về cái thứ nhất là về tật khúc xạ. Tật khúc xạ thì trong đó là bao gồm có cận thị, loạn thị và viễn thị. Thì là trong cái học đường thì là cái tỷ lệ về cận thị là cao nhất. Thì là đối với những trẻ em từ 6 cho tới 15 tuổi thì cái tỷ lệ là 20 tới 40%. Chiếm tỷ lệ 20-40%, và có những nơi ở thành phố thì là tới là 80%. Và tỷ lệ đó thì ở nông thôn thì khoảng chỉ chừng là 10 cho tới 15% mà thôi. Thì là trong cái nghiên cứu mới thì là sẽ có hiện tại ở Việt Nam là có khoảng 3 triệu
học sinh là bị cận thị học đường mà chưa có mang kiến. Và cái tật khúc xạ cũng là một trong những yếu tố và những cái bệnh mà đưa đến mù lòa, trong năm bệnh đưa đến mù lòa. Vì vậy thì là bệnh nhân xin lỗi, bị cha mẹ nên chú ý là đưa bé đi khám định kỳ, và khi mà bé có những cái dấu hiệu ví dụ như là nheo mắt nè, nhức đầu nè, nghiêng đầu nè, thì là mình sẽ đưa bé đi khám liền, vì đó là những cái yếu tố mà của cái cận thị học đường. Dạ. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Thủy Tiên ạ. Và cảm ơn những cái cập nhật khá là nóng hổi hiện nay của bác sĩ Thủy Tiên. Vậy cơ chế dẫn đến tật khúc xạ là gì? Thì xin mời bác Trúc chia sẻ một đôi điều ạ. Rồi, tôi xin chia sẻ về một cái cơ chế cơ bản để mà dẫn đến cái vấn đề này. Tức là cái vấn đề tật khúc xạ thì chúng ta nên nói, chúng ta phải hiểu biết là mắt nhìn bình thường như thế nào. Tức là mắt nhìn bình thường là khi ánh sáng đi qua giác mạc, rồi qua tiền phòng và qua thủy tinh thở, qua dịch kính và tụ lại một điểm trên võng mạc. Rồi sau đó là tất cả các tế bào và các thị thần kinh sẽ xử lý thông tin và dẫn về não. Não sẽ xử lý thông tin gửi lại về mắt. Thì mắt chúng ta chỉ nhìn thấy chính thị. Nhưng vì một cái lý do nào, ví dụ như là nhãn cầu bất thường, ví dụ như là cận thị thì chúng ta sẽ thấy cái nhãn cầu nó sẽ, cái trục nó sẽ dài hơn bình thường. Thì khi mà ánh sáng đi qua các bộ phận trong suốt thì nó sẽ tụ lại một điểm phía trước của nhãn cầu, thì chúng ta sẽ thấy được là nhìn gần thì nó sẽ tốt, còn nhìn xa nó sẽ không rõ. Nên cái đó là một cái bệnh lý về cận thị. Ngược lại, khi mà cái cấu tạo của nhãn cầu mình nó ngắn hơn so với trục, thì khi ánh sáng đi qua thì cái điểm nó sẽ nằm phía sau võng mạc, thì lúc đó thì chúng ta sẽ nhìn gần thì không tốt mà nhìn xa thì tốt hơn. Thì đó là gọi là nói là về vấn đề hiển thị. Và khi cái giác mạc của chúng ta nó không được ở trạng thái sinh lý bình thường, thì khi ánh sáng nó khúc xạ qua giác mạc thì nó sẽ tụ lại nhiều điểm trên võng mạc, thì lúc đó mắt của chúng ta sẽ nhìn không rõ được những vật ở gần hoặc ở xa, hoặc là nhìn sẽ thấy thiếu nét đi, vân vân. Đó là vấn đề gọi là loạn thị, đơn giản như vậy. Và bác sĩ Tiên rất là nhiều ạ. Và quý vị khán giả ơi, hãy nhanh tay để lại các câu hỏi comment bên dưới để nhận được những phần quà của chương trình, gồm có 3 phiếu quà tặng gói hồ sơ khám chuyên sâu về mắt, về tật khúc xạ trị giá 750.000 đồng. Và quà tặng này sẽ dành cho 3 vị khán giả có câu hỏi hay nhất dành cho chương trình, và bác sĩ sẽ là người bình chọn vào cuối chương trình ạ. Và vừa được bác sĩ giải đáp lại còn được nhận quà nữa thì thật là hấp dẫn phải không nào? Quý vị hãy nhanh tay comment vào bên dưới livestream này nhé. Và hiện tại thì đã có rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình để nhờ bác sĩ tư vấn giúp mọi người. Thì xin đầu tiên em xin gửi câu hỏi đến từ Facebook của khán giả Kevin Lê Phan. Câu hỏi của khán giả như sau. Cho em hỏi mổ mắt xong có cận lại hay không ạ? Bạn Minh Văn Ngô, Facebook Minh Văn Ngô xin hỏi câu hỏi này. Rồi, đầu tiên thôi chắc là đỡ tôi. Nói chung về mảng logic thì tôi cũng không giỏi lắm. Thật lòng tôi cũng là mẫu phẫu thuật viên và phaco. Nhưng về vấn đề logic thì tôi cũng biết được một số vấn đề. Nên giờ tôi cũng sẽ trả lời một câu hỏi này một cách gọi là phổ thông thôi. Cái gì thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Cho mình xin câu hỏi ạ. Coi câu hỏi ạ. Rồi. Tức là rất cảm ơn câu hỏi của bé là Minh Văn Ngô. Tức là vừa câu hỏi này thì đa phần là ta mổ xong là ít khi mà bị tái cận lại, tức là hầu như là rất là ít.
nhưng cũng có một số trường hợp mà mắt nó không được, tức là nó có thể là nó không hoàn chỉnh lắm, thì sau này nó có thể là tái cận lại, hoặc hơn là hay là có thể là trong quá trình khám xét gì đó, chúng ta là cháu ở những cái độ nó cao quá, có thể là người ta mổ không hết độ nên sẽ còn sót lại một ít độ gì đó, nên bệnh nhân có thể là hỏi là mình có tái cận hay không. Nhưng thật lòng là trong mổ đã dứt thì nó ít khi mà nó tái cận lại, theo mình nhận xét là như vậy. Thay mặt bạn Minh Văn Ngô, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ rất là nhiều ạ. Và đây là câu hỏi thực sự là rất thiết thực phải không quý vị? Tiếp theo thì em đang thấy đang có câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ như sau. Bệnh nhân hỏi về chăm sóc mắt sau khi mổ LASIK ạ. Xin mời bác sĩ Thủy Tiên chia sẻ câu trả lời ạ. Tôi xin chia sẻ với câu trả lời là chăm sóc mắt sau khi mà mình mổ LASIK. Thì sau khi mà mình mổ LASIK á, là mình sẽ cho, thứ nhất là mình phải nghỉ ngơi, rồi cho mắt là cho mắt thư giãn. Cái thứ hai là không có chạm tay trên mắt. Và cái thứ ba là không có chạm tay lên mắt. Cái thứ tư nữa là trước khi nhỏ mắt là phải rửa tay cho sạch sẽ rồi mới nhỏ mắt. Cái thứ năm là phải dùng thuốc theo toa chỉ dẫn của bác sĩ. Cái thứ sáu là không có mang vác những cái vật nặng. Cái thứ bảy nữa là không có bơi lội và không có để cho ví dụ là nước xà bông gội đầu nó chạm vào trong mắt của mình. Không có đi bơi trong khoảng thời gian 3 tháng và phải thường xuyên là đi khám, tái khám đúng theo cái lịch của bác sĩ, có nghĩa là một ngày, rồi một tuần, một tháng, 3 tháng và 6 tháng. Và về cái dinh dưỡng thì là bệnh nhân, người bệnh thì là ăn uống đầy đủ với tất cả các vitamin và các khoáng chất. Mình hạn chế bớt những chất dinh dưỡng là những chất béo và những chất có dầu. Cảm ơn câu trả lời rất là hết sức tường tận của bác sĩ Thủy Tiên. Và câu hỏi tiếp theo, em đang được thấy câu hỏi đến từ Facebook của bạn Kim Thanh. Dạ, chào bác sĩ, cho em hỏi mổ mắt bằng tay khác với mổ mắt bằng máy ở chỗ nào ạ? Xin mời bác sĩ Trúc giải đáp câu hỏi này ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Kim Thanh. Bạn Kim Thanh có một câu hỏi rất là hay, tức là mổ mắt bằng tay khác mổ mắt bằng máy như thế nào, thì tôi cũng xin trả lời câu hỏi này. Tức là mổ mắt bằng tay, tức là mình sẽ mổ mắt mà không có sự can thiệp của máy, còn mổ mắt bằng máy là mình sẽ mổ mắt có sự can thiệp bằng máy. Đó. Mổ mắt bằng tay trong y khoa thì có nhiều phương pháp mổ. Thứ nhất là có thể là mổ mắt trong bao, có mổ mắt ngoài bao. Còn mổ bằng máy là ta có thể mổ bằng phương pháp phaco hoặc là ta mổ bằng phương pháp pento cataract. Thì tôi sẽ giải thích hai cái mổ mà thường gặp nhất hiện nay của mình. Đó là mổ bằng phương pháp ngoài bao và mổ bằng phương pháp phaco. Tức là tôi nói rất là tóm tắt về vấn đề hai phương pháp mổ này. Tức là mình mổ mắt bằng ngoài bao thì chúng ta sẽ dùng dao tạo một đường hầm, tức là tạo một vết mổ đó, dài khoảng 7 đến 8mm. Sau đó là ta sẽ qua vết mổ này sẽ xé bao và lấy nhân và các chất bên nhân ra ngoài. Sau đó qua vết mổ này sẽ đặt một cái kính vào trong bao. Sau đó ta sẽ khâu lại, là gọi đó là phương pháp mổ ngoài bao. Còn phương pháp mổ phaco, phương pháp mổ phaco là ta phải dùng, tức là sẽ có một cái máy nó phát ra một cái sóng ở tần số là siêu âm, sóng siêu âm nó sẽ có độ rung ở tần số siêu âm, nó sẽ làm cho thủy tinh thở mình sẽ tán nhuyễn ra thành mảnh, sau đó ta sẽ hút cái thủy tinh thở vào ngoài,
và một cái vết mổ nhỏ hơn rất nhiều so với mở ngoài bao. Rồi vết mổ mình khoảng tầm 2.2, 2.8 hoặc 3.2 tùy theo cái máy mà mình đang sử dụng. Và sau khi mà hút hết nhân và chất bệnh nhân ra thì sẽ có một cái kính rất đặc biệt là gấp lại và sẽ bắn qua vết mổ này vào trong bao. Và khi mổ xong người ta cũng không cần phải khâu gì, và mổ bằng phương pháp PECO thì nó sớm hồi phục hơn, không khâu mà sớm hồi phục hơn và nó an toàn hơn so với mổ ngoài bao. Nên hai cái mổ với nhau là khác nhau và có cái tác dụng PECO là vẫn là tốt hơn, mổ bằng máy vẫn tốt hơn bằng tay là như vậy. Hữu Trúc và bác sĩ Nguyễn Thị Tiên. Tiếp theo chương trình giải trí để bác sĩ có thời gian nghỉ giải lao ạ.
giả tiếp tục xem chương trình ạ. Và xin gửi câu hỏi đến bác sĩ Thủy Tiên. Dạ, Facebook của bạn Tô Cẩm Thương có hỏi như sau: thưa bác sĩ, cận 7 độ thì có mổ được hay không ạ? Tôi xin trả lời cái câu hỏi là cận 7 độ có mổ được hay không. Thì cận 7 độ là mổ được, nhưng mà để chính xác và biết chính xác thì bạn nên cần đến bệnh viện mắt, đa khoa mắt Sài Gòn Nha Trang. Tại vì khi mà có biết mổ được hay không là sẽ khám qua một cuộc khám rất là lâu, ví dụ là trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong đó là sẽ đo cho bạn thị lực, đo cho bạn cái khúc xạ và kiểm tra cho bạn trên cái giác mạc của bạn thì cái có đủ cái độ để mà mổ cho cái 7 độ của bạn hay không. Nhiều lúc 7 độ thì mổ được, nhưng có những yếu tố nó sẽ làm không được. Nên mời bạn đến bệnh viện mắt Sài Gòn Nha Trang để mà mình kiểm tra và có chuyên gia tư vấn cho bạn là sẽ kỹ càng hơn. Dạ, xin chào. Xin thay mặt bạn Cẩm Thương cảm ơn câu trả lời rất là tận tình của bác sĩ Thủy Tiên. Và câu hỏi tiếp theo đến từ Facebook của bạn Phan Bình Nhi. Bạn hỏi như sau: có bao nhiêu cách mổ cườm khô ạ? Xin mời bác sĩ Trúc giải đáp cho bạn Bình Nhi ạ. Tức là câu hỏi này tôi cũng xin trả lời. Tức là hồi nãy tôi cũng đã nói trả lời trước một cái câu hỏi là mổ bằng máy với bằng tay là khác nhau như thế nào. Thì tóm lại là tôi nói vắn tắt về hiện tại. Bây giờ và đang trên thế giới thì mổ cườm khô thì là có 4 cách. Cách thứ nhất là ta mổ trong bao, tức là mình lấy tất cả, tức là thủy tinh thể nó sẽ nằm trong một cái bao và được treo lên một cái dây chằng. Nhưng mà khi mà đa phần là bị chấn thương thì nó sẽ làm đứt cái dây chằng, thủy tinh thể mình sẽ thở muốn rơi vào trong phía sau con mắt đó. Thì người ta sẽ dùng phương pháp ngồi bao, người ta sẽ lấy toàn bộ cái thủy tinh thể ra ngoài, rồi tùy theo cái mức độ của chấn thương gì đó người ta có thể là treo kính ngay lúc đó, hoặc tốt nhất là ta sẽ điều trị một thời gian, khi mắt ổn định thì ta sẽ treo kính, ta đặt kính treo kính lần sau. Cái cách thứ hai là phương pháp ngồi bao. Ngồi bao là nãy tôi cũng đã trình bày rồi. Cái phương pháp thứ ba là phương pháp pha cô thì cũng đã trình bày rồi. Rồi còn phương pháp thứ tư là phương pháp gọi là phento pha cô, thì cái đây thì nói thêm để mình tham khảo thôi. Tức là thật lòng nó cũng chưa có vừa tới Việt Nam, mình cũng chưa có áp dụng lắm. Không biết là bây giờ có bệnh viện nào chưa, nhưng theo tôi thì chưa thấy. Thì này nó đang còn ở các nước tiên tiến. Tức là Phentofaco là người ta sẽ dùng một cái laser, ta sẽ bắn cái bao, sau đó ta bắn luôn cái thủy tinh thở mình luôn. Sau đó mình chỉ có đặt, mình hút cái thủy tinh thở ra và đặt cái kính vào thôi. Thì cái đó là một phương pháp tối ưu nhất hiện nay. Nhưng mà hiện tại thì chắc là do giá thành cao như thế nào đó, mình chưa có nhập máy móc linh kiện gì đó mình phẫu thuật. Đó là 4 cái cách mổ chính của cùng khô đó, gọi là độc tuyến thở đó. Xin cảm ơn câu trả lời từ bác sĩ Phạm Hữu Trúc ạ. Và em xin phép được gửi đến câu hỏi tiếp theo đến từ Facebook của bạn Bảo Hân. Bạn Bảo Hân hỏi như sau: giá mổ đục thủy tinh thể là bao nhiêu? Giá có bảo hiểm y tế và giá không bảo hiểm y tế khác nhau như thế nào, và giữa dịch vụ hai loại này có khác nhau rõ rệt hay không ạ? Cái này tức là bên Faco thì mình xin trả lời. Tại mình bác sĩ phẫu thuật viên Faco thì mình trả lời cái này. Tức là mình nói về vấn đề hiện tại. Tức là ở những nơi tùy theo bệnh viện mà có những cái giá nó khác nhau. Tức là không có bệnh viện nào mà giống nhau cả. Nhưng mà giờ tôi đang nói thực tế tại bệnh viện mắt Sài Gòn Nha Trang. Tức là giá mổ mà tức là tùy theo loại kính mình đặt trong mắt mà nó có cái giá mổ khác nhau. Tức là tùy theo loại kính thôi. Dù kính đơn tiêu thì giá khác, kính đa tiêu khác, kính toric khác. Nhưng hiện tại bình quân ở đây thì khác nhau. Nên cái mổ mà ngoài bảo hiểm thì tùy theo loại kính có thể vài chục triệu, mình đa phần thì khoảng 15 triệu, 7 đến 15 triệu một trường hợp. Còn với vấn đề mà có bảo hiểm thì nói chung là khi nhà nước cũng đã chi trả cho bảo hiểm một phần lớn rồi, nhưng mà bên bệnh viện mắt thì phụ thu thêm một cái phần thêm
trong đó là khoảng giá từ tầm khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu đô la một con mắt đó của trong quá trình mẫu đó. Còn câu hỏi tiếp theo là gì đó hả? À, còn vấn đề mà khám bảo hiểm, có bảo hiểm và không bảo hiểm, có khác nhau hay không thì hiện tại bệnh viện mắt chưa có gì khác nhau về hai vấn đề này. Tức là hai bảo hiểm và không bảo hiểm thì vẫn được hưởng một cái cách phục vụ như nhau. Đó, như vậy. Tôi xin hết. Cảm ơn con trả lời từ bác sĩ Trúc. Và câu hỏi tiếp theo cũng đến từ bạn Bảo Hân luôn ạ. Dạ, bạn Bảo Hân hỏi như sau: làm việc máy tính nhiều thì có cách nào cải thiện mắt không ạ? Tôi xin trả lời về khi mà mình sử dụng mắt nhiều, là cái thứ nhất là sẽ đưa đến là khô mắt, mỏi mắt, nó điều tiết nhiều. Thì là để cải thiện được thì cái thứ nhất là mình phải hạn chế lại cái việc về sử dụng máy vi tính, xem tivi hoặc là chơi game. Thì thường thường người ta là mình, ví dụ mình xem 20 phút thì mình sẽ cho mắt mình nghỉ ngơi 20 giây và mình nhìn xa ra khoảng là 5-6 mét. Đó, thì trong một ngày thì là mình không có xem tivi quá nhiều, có nghĩa là xem thì phải có thời gian nghỉ, cứ xem có thời gian nghỉ. Và cái thứ hai nữa là mình có thể là dùng thêm cái nước mắt nhân tạo để mà cho nó bôi trơn cho ở bên trong mắt, để cho mắt nó không có bị khô, nó không bị rát. Nhưng mà cái quan trọng chính là mình phải tự mình kề lại cái sử dụng máy vi tính của mình. Xin cảm ơn câu trả lời từ bác sĩ Thủy Tiên ạ. Và quý vị ơi, quý vị thời gian chương trình chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi. Quý vị hãy nhanh tay comment để lại câu hỏi để cho bác sĩ Võ Hữu Trúc và bác sĩ Nguyễn Thủy Tiên giải đáp cho quý vị. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Trần Thị Cúc. Bạn Trần Thị Cúc hỏi như sau: cho em hỏi có thể dùng thuốc điều trị thay cho mổ cườm được không ạ? Câu này tôi cũng bên Đục Thiên Thở thì tôi sẽ xin phép trả lời là về vấn đề này. Thì khi mà chúng ta Thủy Tinh Thở nó khi đã bị như nãy tôi đã giải thích, tức là khi Thủy Tinh Thở là đa phần là nước và các chất protein. Khi mà những cái đó nó đã bị tổn thương rồi thì đa phần là người ta sẽ dùng thuốc ngăn chặn lại chứ không thể điều trị cho hết cái đó. Tức là chủ yếu thuốc bây giờ là chủ yếu là để mang tính chất là giúp cho cái Thủy Tinh Thở mình nó không phát triển thêm cái độ nặng nó thôi, chứ không điều trị được khỏi cái đó thì chưa có thuốc nào điều trị khỏi cái Đục Thủy Tinh Thở cả. Đó. Câu trả lời rất là tận tình từ bác sĩ Trúc ạ. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Anh Thu Lê. Bạn Anh Thu Lê hỏi là mổ LASIK có bị tái cận không ạ? Hỏi rồi mà. Hỏi rồi. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Mỹ An, xin lỗi, bạn Nguyễn An. Bạn hỏi như sau: cận 7 độ và 4 độ thì phương pháp nào cũng mổ được hay sao ạ? Xin trả lời câu hỏi này. Thì giống như hồi nãy là mình trả lời là cái câu là trả lời là bệnh nhân 7 độ có mổ được hay không. Thì bây giờ 7 độ cũng mổ được mà 4 độ cũng mổ được. Thì với điều kiện là bạn phải đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn Nha Trang, thì sẽ có chuyên gia khám và tư vấn cho bạn và sẽ khám kỹ hơn về khúc xạ, về đo bản đồ giác mạc, về thị lực. Câu là như vậy. Từ bác sĩ Thủy Tiên ạ. Và hiện tại bên em, quý vị khán giả vẫn còn cơ hội đặt câu hỏi vào livestream bên dưới nha. Chúng ta đang sẽ có quà tặng là 3 gói hồ sơ khám mắt chuyên sâu tật khúc xạ trị giá 750.000 đồng dành cho quý vị khán giả có câu hỏi hay nhất gửi về cho chương trình do bác sĩ bình chọn, và giải thưởng là 3 phần quà nha quý vị. Và vẫn còn một câu hỏi nữa, còn rất là nhiều câu hỏi.
đến từ quý vị khán giả. Thì xin phép sẽ hỏi thêm bác sĩ câu tiếp theo ạ. Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Ngân. Bạn ấy hỏi sau khi mổ pha cô cườm nước thì thì cần có chế độ ăn và cái lối sống như thế nào ạ? Tôi xin trả lời là sau khi mổ pha cô thì cũng giống như là sau khi mổ LASIK, cũng giống như là sau khi mà mình mổ mắt, thì cái vấn đề dinh dưỡng của mình, cái thứ nhất là mình phải bổ sung ăn uống đầy đủ những các chất có vitamin A, ví dụ như là cà rốt, chất vitamin A, rồi ví dụ như cá này, trứng này, sữa này, và những chất có beta carotene như là cà rốt, khoai lang, bí đỏ, những thứ mà có vitamin E, selenium, rồi lucentin, zeaxanthin là ở trong cái bông cải xanh, thì mình phải cân đối cái bữa ăn cho nó đầy đủ. Thêm các chất vitamin C thì trong cam, trái cây hoặc là trong một số rau cải bó xôi. Nói chung là mình sẽ ăn uống đầy đủ các chất và không kiêng cữ gì trong cái vấn đề ăn uống. Cảm ơn câu trả lời từ bác sĩ Thủy Tiên. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Huỳnh Phúc ạ. Bạn Huỳnh Phúc hỏi như sau. Thưa bác sĩ, mắt em gần đây sau khi dùng để đọc sách hoặc sử dụng laptop thì hay bị nhức mỏi do khô mắt. Và triệu chứng này đã xảy ra được 4 tháng rồi. Em có sử dụng nước mắt nhân tạo nhưng vẫn chưa khỏi. Xin hỏi bác sĩ hướng xử trí tiếp theo. Mắt em đã từng mổ cận LASIK cách đây 5 năm ạ. Em xin cảm ơn bác sĩ. Tức là một câu hỏi cũng rất là hay và rất là thực tế. Thì tôi cũng xin thay mặt trả lời câu hỏi này. Tức là vấn đề này là nói chung là thứ nhất là cái bé này nó đã mổ LASIK rồi, mà mổ cũng đã được 5 năm rồi. Thì bé bây giờ là đọc sách mỗi này nọ đó, thì tốt nhất theo tôi là phải nên tới để mình khám lại mắt. Thứ nhất để mình coi thử là mắt mình là có phải thật sự là khô hay không, hay là do một bệnh lý nào khác của mắt, hoặc mắt mình là nó có bị tái cận lại hay không như nãy đã thường hỏi. Thì lúc đó mình sẽ có thực tế, mình sẽ trả lời cho bé nó khách quan hơn. Chứ bây giờ nói như vậy thì mình cũng chưa nhận xét được là có phải mỗi đó là do cái gì hay không, hay là do mình làm việc rồi mắc quá sức chẳng hạn, thì mình sẽ có lời khuyên cho tốt hơn cho bé đó, đúng vậy. Và thời lượng phát sóng của chương trình có hạn, do vậy tất cả các câu hỏi của quý vị chúng tôi sẽ gửi inbox trực tiếp. Sau khi chương trình phát sóng kết thúc thì quý vị vẫn có thể tiếp tục gửi câu hỏi dành cho bệnh viện qua số điện thoại 02583 895039 hoặc gửi tin nhắn trực tiếp qua fanpage Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang. Và chương trình sẽ giải đáp một câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Mỹ Duyên. Câu hỏi như sau: em mổ cận femto LASIK được 5 năm. Nếu bị cận lại thì được mổ cận mấy lần nữa hay chỉ mổ thêm một lần nữa thôi ạ? Rồi, cái câu hỏi này cũng là của mảng LASIK, cũng là cái mảng cũng gọi là mảng của tôi không chuyên, nhưng mà tôi cũng biết cái gì thì tôi chỉ trả lời cho bé được an tâm hơn. Tức là bé đã cũng đã mổ được femto LASIK, tại vì khi mà hồi cứu được cái mổ này, mổ đi mổ lại thì trước mắt là tôi phải biết là bé là trước đây mổ thì bé cận bao nhiêu đó. Đó, dù bé cận cao độ thì cách như thế nào, thứ hai là muốn mổ lại được hay không, là mình sẽ biết được là cái chỗ dày của giác mạc nó còn cho phép mình hay không. Nếu chỗ dày của giác mạc còn không cho phép thì mình phải dùng hỗ trợ kính bên ngoài, nó vẫn đảm bảo cho mình hơn nếu mình đó, nó dày. Nên chính như vậy là tùy theo mức độ của mắt để mình mới giải quyết được vấn đề cận thị cho bé. Nhưng dẫu sao là tôi phán đoán là bé này trước kia cũng là đã cận cao rồi, đã dùng tới femto mổ rồi mà bây giờ vẫn còn độ, chứng tỏ là có vấn đề về vấn đề độ mắt trước mổ, theo tôi tiên đoán như vậy. Nên bé cứ yên tâm, có gì cứ tới cái khám, nếu mà chuyên gia khám mà thấy
vẫn còn phẫu thuật được cho bé khỏi đeo kính thì chuyên gia sẽ làm. Còn nếu không thì ta khuyên đeo kính ngồi đảm bảo hơn thì mình sẽ dùng kính ngồi. Đó câu hỏi nó mình nên vậy. Huyên ơi, bạn nên sắp xếp thời gian để đến thăm khám cùng bác sĩ để được bác thăm khám. Quý vị khán giả rất là mong đợi phần quà tặng ưu đãi của chương trình dành cho ba khán giả có câu hỏi hay nhất gửi về cho chương trình. Và quý vị vui lòng chờ đợi kết quả sau ít phút giải lao ạ. Xin được công bố 3 phiếu quà tặng gói hồ sơ khám chuyên sâu về tật khúc xạ trị giá 750.000 đồng sẽ dành cho 3 khán giả có 3 câu hỏi hay nhất gửi về cho chương trình do bác sĩ bình chọn. Gồm có đầu tiên câu hỏi đến từ bạn Facebook của bạn Minh Văn Ngô. Phần quà thứ hai dành cho Facebook của bạn Nguyễn An. Phần quà thứ ba sẽ là dành cho Facebook của bạn Tô Cẩm Thương. Và xin chúc mừng ba quý vị khán giả này đã nhận được gói hồ sơ khám mắt chuyên sâu tật khúc xạ trị giá 750.000 đồng ạ. Và xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của quý vị
của quý vị khán giả dành cho chương trình cũng như là Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Hữu Trúc và bác sĩ Nguyễn Thủy Tiên đã dành thời gian đến để cùng tham gia chương trình và chia sẻ với quý vị khán giả. Chương trình này sẽ được liên tục hiển thị trên trang fanpage hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Quý vị có thể thoải mái xem đi xem lại để cập nhật thông tin và chia sẻ bất kỳ lúc nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát sóng tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.